biết gì từ hồi đến giờ, không biết rằng là thắp hương chú Hùng ạ. Không phải đây này. Lên mới được. Mở lắp ra để cái lến vào thắp hương thoải mái thì lúc nào mình tắt đi. Mình tắt đi xong bao giờ mình ra mình lại mở ra mình mua cái nến ra. Quá ngon. Chưa, các cô này chỉ ra con mà mở nắp này ra đấy. Đúng rồi giờ. Chả biết gì. Dần dần các cụ mở hết mà chú Hùng biết không? Hôm rồi thằng Đăng nó mơ là ông Hưng về đưa cho con Mi một tập tài liệu để ra tòa là thắng. Mơ là cứ đi